Sau hơn 180 năm tồn tại, Tiffany, thương hiệu trang sức lừng danh của Mỹ có thể sẽ về một nhà với những cái tên đình đám khác như Louis Vuitton, Dior hay Bulgari. Và không chỉ Tiffany, cả ngành công nghiệp đồ xa xỉ toàn cầu hầu hết đang nằm trong tay một vài ông lớn với quy mô khổng lồ. Điều gì thôi thúc chiến lược này của các ông lớn hàng xa xỉ? Tiffany liệu có còn là một biểu tượng của thời trang Mỹ trong xu hướng sáp nhập của những thương hiệu toàn cầu? Vâng, và bây giờ chúng ta đang đến với phần góc nhìn quốc tế. Quý vị đang lắng nghe giai điệu trữ tình quen thuộc Sông Trăng, Moon River, các khúc được viết riêng cho một siêu phẩm kinh điển của điện ảnh Mỹ, Breakfast at Tiffany, hay còn gọi là Bữa sáng tại Tiffany. Và hình ảnh nữ minh tinh Audrey Hepburn yêu kiều trong chiếc váy dài đen xuất hiện trước cửa hàng trang sức nổi tiếng Tiffany & Co. trong bộ phim đã làm mê hoặc biết bao tín đồ thời trang cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, hình ảnh biểu tượng này của nước Mỹ có thể sẽ sớm bị thay thế. Breakfast at Tiffany, bữa sáng tại Tiffany thì giờ nhiều người tiêu dùng sẽ chỉ có thể ăn sáng tại Louis Vuitton. Nếu tập đoàn LVMH, công ty mẹ của thương hiệu thời trang xa xỉ Louis Vuitton, thành công trong việc mua lại hãng trang sức Tiffany & Co. với giá là 14,5 tỷ đô la Mỹ. Vâng, chị Kim Huệ, tôi còn nhớ là ông chủ của LVMH có phải là cái vị tỷ phú Bernard Arnault, cái người mà đã có lúc mà cái tài sản của ông ấy còn vượt qua cả tỷ phú Bill Gates không ạ? Vâng, chính xác, đó chính là người đàn ông đó, và đây là người đã vươn lên vị trí tỷ phú lần thứ hai, đứng thứ hai trên thế giới trong năm nay, và chỉ sau ông chủ của Amazon là Jeff Bezos mà thôi. Và thành công của Bernard Arnault thì được thể hiện rõ nhất qua những tham vọng của ông trong việc điều hành đế chế hàng xa xỉ LVMH. Và khi tập đoàn này sở hữu một danh sách đa dạng thương hiệu từ lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm cho đến cả rượu mạnh. Và mới đây nhất là lĩnh vực trang sức với đề xuất mua Tiffany & Co. Thì nếu thành công thì đây sẽ là một trong những thương vụ mua bán sáp nhập lớn nhất trong lĩnh vực thương hiệu cao cấp của châu Âu trong năm nay. Nhưng mà Tiffany & Co. thì đã từng xuất hiện trong rất nhiều những bộ phim kinh điển và được xem là một cái biểu tượng của nước Mỹ. Vậy tại sao nó lại quyết định là tự bán mình như vậy? Có đáng không? Vài năm trở lại đây thì Tiffany đang rất chật vật trong các hoạt động kinh doanh. Mà khi chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm nay thì doanh thu của Tiffany đã giảm tới 3%. Khó khăn đến từ việc là lôi kéo những người tiêu dùng trẻ tuổi có gu thẩm mỹ trẻ trung hơn. Chưa kể là lượng khách mua hàng quốc tế đã giảm mạnh trong thời buổi kinh tế đầy biến động vì thương chiến Mỹ-Trung và chi tiêu tiêu dùng giảm. Vâng, mặc dù là cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất của thế giới cũng ảnh hưởng tới LVMH, nhưng tập đoàn này thì lại nhận được sự ưa chuộng lớn từ khách hàng tại Trung Quốc. Theo các chuyên gia phân tích thì hoạt động kinh doanh của LVMH còn đạt kết quả tốt hơn là dự đoán khi mà doanh thu bán hàng tăng 19% trong quý gần đây. Tôi có một câu hỏi như thế này, vậy thì cái tình hình của những cái tập đoàn xa xỉ khác thì sao? Những tập đoàn trang sức xa xỉ khác thì sao? Chẳng hạn như là Kering hay là Capri, họ có cái hào hứng với cái đề xuất của như là Tiffany hay không? Như Tiffany nhận được hay không? Mỗi tập đoàn thì sẽ có một chiến lược riêng dành cho mình, và trong trường hợp này cũng vậy. Nếu không thâu tóm thương hiệu này thì chẳng qua là họ đang nhắm đến thương hiệu khác mà thôi. Nếu mà nhìn vào thị trường hàng xa xỉ bây giờ thì anh Minh Long có lẽ là sẽ phải rất là bất ngờ khi mà đa số các thương hiệu này thì đều rơi vào tay một số ít các ông lớn thông qua những vụ sáp nhập và thâu tóm. Mà chỉ tính riêng trong năm 2018 thì số lượng thương vụ M&A trong các lĩnh vực hàng thời trang, mỹ phẩm và phụ kiện xa xỉ đã lên tới con số là 145, và giá trị trung bình cho mỗi thương vụ lên tới là 233 triệu đô la Mỹ. Và chắc anh Minh Long đã quen với trò chơi Pac-Man phải không ạ? Và bây giờ xin mời anh Minh Long và quý vị khán giả hãy cùng tôi bước chân vào thế giới Pac-Man của ngành hàng xa xỉ, nơi mà các ông lớn sẽ săn tìm và nuốt chửng những cái tên nhỏ hơn. Louis Vuitton, Dior, Fendi, Gucci, Chloe, Givenchy, Bailey, Alexander McQueen, Jimmy Choo. Thế giới thời trang xa xỉ có hàng trăm cái tên mà chỉ nghe qua thôi đã khiến những người mê cái đẹp phải phấn khích. Mỗi nhãn hiệu lại đại diện cho một phong cách riêng biệt và có những fan hâm mộ riêng của mình. Tuy nhiên, phần nhiều trong số này lại nằm dưới sự kiểm soát của vỏn vẹn ba tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới: LVMH, Kering và Richemont. Dẫn đầu trong số đó là LVMH với 75 thương hiệu con, tập đoàn của châu Âu thuộc về một tỷ phú Pháp Bernard Arnault đang không ngừng tìm kiếm những cái tên mới bổ sung vào trong danh sách. Trong 10 năm qua thì hết Bulgari, Repossi, Rimowa rồi đến Dior đã bị LVMH thâu tóm với thương vụ sáp nhập trị giá hơn 13 tỷ đô la Mỹ. Hay mới đây nhất là LVMH công bố nữ ca sĩ Rihanna sẽ gia nhập ngôi nhà chung của mình cùng với dòng mỹ phẩm cao cấp Fenty do chính ngôi sao này sáng lập. Một ông lớn khác cũng đang thực hiện hàng loạt vụ thâu tóm trong vài năm qua là Richemont. Liền trong 2 năm nay thì hãng đồ xa xỉ có trụ sở tại Thụy Sĩ đã mua lại hãng kinh doanh đồ xa xỉ online Lugnes de Porter.
thương hiệu đồng hồ cao cấp Watchfinder cùng với hãng chế tác trang sức của Italia Buccellati. Im hơi lặng tiếng hơn, nhưng mà tập đoàn đồng hương của LVMH là Kering, công ty mẹ của Gucci, Yves Saint Laurent hay là Balenciaga cũng đang nỗ lực đưa ra các đề nghị. Lợi thế của ba ông lớn này là núi tiền mặt lên tới gần 20 tỷ euro. Một vài tên tuổi khác cũng đang muốn chen chân vào thế thống trị của ba tập đoàn này nhờ vào các vụ M&A. Mà nổi bật nhất là việc Michael Kors, nay là Capri, thâu tóm nhà mốt Versace hồi năm ngoái. Cuộc chiến thâu tóm khốc liệt thì khiến cho thị trường chỉ còn lại một số ít những cái tên vẫn đang đứng độc lập nhưng cũng đang rất được các ông lớn thèm thuồng, đó là Tiffany & Co, Hermès hay Chanel. Lý giải cho việc xu hướng sáp nhập ngày càng trở nên phổ biến trong ngành đồ xa xỉ, tạp chí Forbes trích dẫn ý kiến của một số chuyên gia cho rằng việc bỏ ra hàng trăm triệu đô la Mỹ để xây dựng và quảng bá những thương hiệu mới không có nhiều hiệu quả kinh tế. Thay vì cạnh tranh thị phần, thì các ông lớn có thể dễ dàng mua được thị phần này thông qua những vụ M&A với những cái tên đã có vị thế trên thị trường. Bản thân các thương hiệu nhỏ hơn cũng có lợi khi được mua lại bởi chi phí tăng cao khiến chúng ngày càng khó tồn tại trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường này. Và như tôi đã nói qua lúc trước là mỗi thương hiệu cao cấp thì sẽ có một chiến lược kinh doanh riêng. Và trong suy nghĩ của LVMH thì còn có một lý do khác cũng góp phần thúc đẩy các thương vụ thâu tóm trong ngành hàng xa xỉ. Mục tiêu là để chinh phục thị trường Trung Quốc, động lực chính của ngành hàng xa xỉ thế giới. Các số liệu thống kê cho thấy thì trong năm 2018, người dân Trung Quốc đã bỏ ra 150 tỷ đô la Mỹ để mua các loại sản phẩm xa xỉ, đóng góp tới 1/3 tổng chi tiêu của thị trường toàn cầu, biến Trung Quốc trở thành miếng bánh thị trường vô cùng hấp dẫn. Paris, New York, London. Những thiên đường của hàng xa xỉ giờ đây không còn là điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách Trung Quốc nữa. Theo McKinsey, mặc dù vẫn sẵn sàng chi tiền cho các món hàng hiệu, ngày càng nhiều người tiêu dùng Trung Quốc có xu hướng mua hàng xa xỉ trực tuyến hay ở ngay trong nước, thay vì ra nước ngoài, nơi sức mua của họ đã sụt giảm đáng kể vì sự suy yếu của đồng nhân dân tệ. Do đó, việc các công ty hàng xa xỉ điều chỉnh chiến lược kinh doanh, mang sản phẩm đến Trung Quốc nhiều hơn là điều bắt buộc nếu muốn duy trì khả năng cạnh tranh. Tiffany là một trong những cái tên đi đầu trong xu hướng đó khi vừa cho biết sẽ chuyển những mặt hàng trang sức đắt giá nhất của hãng tới Trung Quốc để tiếp cận các khách hàng giàu có. Công ty hiện cũng lên kế hoạch mở rộng mạng lưới kinh doanh hiện đã có tới hơn 45 cửa hàng tại Trung Quốc nhờ triển vọng kinh doanh tích cực với mức tăng trưởng doanh thu 25% trong quý vừa qua. Mức tăng trưởng hai con số đã được duy trì trong vài quý trở lại đây. Nguyên nhân một phần nằm ở tỷ giá hối đoái và những nỗ lực nhằm thúc đẩy tiêu thụ nội địa của chính phủ Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, việc mua lại Tiffany sẽ giúp LVMH đạt được những lợi ích cả trong ngắn và dài hạn. Mạng lưới cửa hàng sẵn có và danh tiếng đã được khẳng định của Tiffany sẽ giúp LVMH tiếp cận thị trường tỷ dân thuận lợi hơn, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ tuổi. Những thương hiệu có thể thu hút được sự chú ý của giới trẻ tại Trung Quốc sẽ giành thắng lợi tại thị trường này. Việc mua lại các công ty có tiềm năng ăn nên làm ra tại Trung Quốc cũng là mục tiêu mà nhiều đối thủ của LVMH đang hướng tới. Richemont, nhãn hàng xa xỉ được thành lập bởi tỷ phú Nam Phi Johann Rupert, gần đây đã thâu tóm thành công công ty trang sức Buccellati từ tập đoàn đầu tư gan tai của Trung Quốc. Và với việc tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường tỷ dân, xu hướng cạnh tranh này sẽ còn rất quyết liệt trong thời gian tới.